Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Kỷ lục mới, thành phố Hồ Chí Minh có 4.353 bệnh nhân COVID-19 xuất viện trong ngày. Chủ tịch phường ở Đồng Nai bị thôi chức vì nhiều ca mắc COVID-19. Phong tỏa chợ đầu mối ở Hà Nội có tiểu thương nhiễm nCoV. Hà Tĩnh phát hiện một công dân trở về từ thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến tàu SE14 mắc COVID-19. Thủ tướng đề nghị phê chuẩn 4 phó thủ tướng, 22 bộ trưởng, trưởng ngành. Kỷ lục mới, thành phố Hồ Chí Minh có 4.353 bệnh nhân COVID-19 xuất viện trong ngày. Trong 36 chuỗi lây nhiễm đang diễn tiến đều đã được khoanh vùng, giám sát chặt. Trong ngày không phát hiện thêm chuỗi lây nhiễm mới. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC, tính đến hết ngày 27 tháng 7, có 73.911 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Y tế công bố. Chưa tính số ca nhiễm đã công bố sáng ngày 8 tháng 7, trong đó có 73.303 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 304 trường hợp nhập cảnh. Trong ngày 27 tháng 7, thành phố có thêm 4.353 bệnh nhân xuất viện, tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là 21.338. Thành phố hiện đang điều trị 39.114 bệnh nhân dương tính, bao gồm bệnh nhân có kết quả xét nghiệm PCR, xét nghiệm nhanh dương tính, trong đó có 744 bệnh nhân nặng đang thở máy và 13 bệnh nhân can thiệp ECMO. Tính cộng dồn đến nay, thành phố đã có 815 bệnh nhân tử vong. 36 chuỗi lây nhiễm đang diễn tiến đều đã được khoanh vùng, giám sát chặt. Trong ngày không phát hiện thêm chuỗi lây nhiễm mới. Kết quả xét nghiệm từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 27 tháng 7 qua giả soát số liệu, lọc trùng đã lấy 2.513.749 mẫu xét nghiệm tại các khu cách ly, khu phong tỏa, các tòa nhà, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Trong đó có 2.429.484 mẫu có kết quả, 112.485 mẫu chờ kết quả. HCDC khuyến cáo người dân cần tuân thủ các quy định tại khu vực phong tỏa, khu cách ly, luôn thực hiện phòng bệnh theo thông điệp 5K và không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng gây hoang mang cho dư luận. Chủ tịch phường ở Đồng Nai bị thôi chức vì nhiều ca mắc COVID-19. Ngày 28 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đã công bố quyết định thôi chức đối với bà Huỳnh Thu Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hóa An. Bà Hà được điều động đến công tác tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Biên Hòa. Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa cũng điều động ông Dương Minh Sang, Phó trưởng phòng Nội vụ thành phố Biên Hòa, giữ chức vụ quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hóa An từ ngày 27 tháng 7. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa, bà Hà bị thôi chức do địa phương phát sinh nhiều ca mắc COVID-19, thiếu giải pháp cũng như đề xuất chống dịch. Trước đó, ngày 18 tháng 7, bà Hà ra văn bản thông báo tất cả người dân trên địa bàn phường Hóa An, thành phố Biên Hòa khi ra khỏi nhà để mua hàng hóa, nhận hàng tiếp tế, buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 trong vòng 3 ngày. Văn bản trên khiến cho nhiều người dân không đồng tình và gây tranh cãi. Trong ngày, bà Hà đã ký một văn bản điều chỉnh quyết định trên. Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, trong sáng ngày 28 tháng 7, tỉnh này đã ghi nhận thêm 346 ca mắc COVID-19, trong đó có 40 ca phát hiện qua sàng lọc và 306 ca trong khu cách ly, phong tỏa. Trong đợt dịch thứ tư đến nay, Đồng Nai có 3.327 trường hợp mắc COVID-19, thành phố Biên Hòa nhiều nhất với hơn 1.700 ca. Phong tỏa chợ đầu mối ở Hà Nội có tiểu thương nhiễm nCoV. Thông tin cho kênh tin mới sáng ngày 28 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Nguyễn Đình Long cho biết, tiểu thương này tên là M, 50 tuổi, bán trứng tại chợ đầu mối Đền Lừ do công ty Habro quản lý. Bà M bị sốt tối ngày 26 tháng 7 và đi khám vào sáng ngày 27 tháng 7 tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Qua xét nghiệm, bà được phát hiện là nhiễm SARS-CoV-2. Ủy ban Nhân dân phường đã cử lực lượng phong tỏa, dừng hoạt động chợ đầu mối Đền Lừ để khử khuẩn và truy vết. Phường đã cử nhân viên y tế xét nghiệm sàng lọc người bán hàng tại chợ và thông báo tìm người mua hàng liên quan để kiểm tra và theo dõi. Cũng theo lãnh đạo phường Hoàng Văn Thụ, người phụ nữ này 14 ngày qua không ra khỏi Hà Nội hay đến các vùng có yếu tố dịch tễ. Hàng ngày bán hàng ở chợ, hiện bà sống cùng chồng và hai con. Liên quan đến ca bệnh này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm cho biết, đây là khu vực chợ đầu mối phía nam của thành phố có đông người mua bán. Quận sẽ quyết liệt truy vết trong sáng ngày hôm nay để rà soát toàn bộ người tiếp xúc.
Trong đợt dịch thứ tư bùng phát từ ngày 29 tháng 4, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 888 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Ngoài ra có hơn 200 ca mắc trong các bệnh viện tuyến trung ương. Riêng chùm lây nhiễm mới phát hiện từ ngày 5 tháng 7 đến sáng 28 tháng 7 đã có 619 trường hợp dương tính với virus. Hà Tĩnh phát hiện một công nhân trở về từ thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến tàu SM14 mắc COVID-19. Tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Tĩnh, tỉnh này đã ghi nhận một trường hợp về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trên chuyến tàu SM14 dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân nữ HTC, 31 tuổi, ở xóm 5, xã Hồng Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh. Ngày 24 tháng 7, bệnh nhân được về Hà Tĩnh trên chuyến tàu SM14. Ngày 26 tháng 7, ngay khi về đến Hà Tĩnh, bệnh nhân được huyện Lộc Hà đưa đến cách ly tập trung tại trường mầm non xã Bình An và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau khi phát hiện ca bệnh dương tính với virus SARS-CoV-2, lực lượng y tế Hà Tĩnh đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tiến hành phun hóa chất khử khuẩn môi trường tại khu vực cách ly, điều tra khai thác dịch tễ, lập danh sách các đối tượng là F1, F2 của ca bệnh, đồng thời tiến hành đưa bệnh nhân đi cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có khoảng 62 trường hợp F1. Đây đều là người ngồi cùng toa tàu. Tất cả các trường hợp F1 đều đã được cách ly tập trung ngay khi về địa phương. Hiện ngành y tế Hà Tĩnh và chính quyền địa phương đang thực hiện cách ly nghiêm ngặt các trường hợp F1 tại khu cách ly, đồng thời hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Như vậy, tính từ ngày 4 tháng 6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 132 ca mắc, trong đó có một ca trở về từ thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến tàu SM14. Thủ tướng đề nghị phê chuẩn 4 Phó Thủ tướng, 22 Bộ trưởng, trưởng ngành. Cuối buổi làm việc sáng nay ngày 28 tháng 7, Quốc hội nghe Thủ tướng Phạm Minh Chính trình danh sách nhân sự để Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và 4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Theo tờ trình số 62 ngày 28 tháng 7 năm 2021, danh sách 26 nhân sự được trình để đề nghị bổ nhiệm cho chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 là 4 ông Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ. Nhóm 18 Bộ trưởng, Thủ tướng đề nghị phê chuẩn các nhân sự như sau. Ông Phan Văn Giang được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Tô Lâm được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Công an. Ông Bùi Thanh Sơn được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao. Bà Phạm Thị Thanh Trà được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Nội vụ. Ông Lê Thành Long được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Tư pháp. Ông Nguyễn Chí Dũng được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư. Ông Hồ Đức Phước được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Tài chính. Ông Nguyễn Hồng Diên được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Công thương. Ông Lê Minh Hoan được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ông Nguyễn Văn Thể được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Giao thông Vận tải. Ông Nguyễn Thanh Nghị được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Xây dựng. Ông Trần Hồng Hà được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường. Ông Nguyễn Mạnh Hùng được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông. Ông Đào Ngọc Dung được đề nghị phê chuẩn và bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội. Ông Nguyễn Văn Hùng được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ông Huỳnh Thành Đạt được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ. Ông Nguyễn Kim Sơn được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Giáo dục và Đào tạo. Ông Nguyễn Thanh Long được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Y tế. Nhóm 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ tướng đề nghị các nhân sự. Ông Hầu An Lành được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Bà Nguyễn Thị Hồng được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ông Đoàn Hồng Phong được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ. Ông Trần Văn Sơn được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. 26 nhân sự trên đều là các lãnh đạo đương vị ở vị trí được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm. Sau khi nghe tờ trình của Thủ tướng, các đại biểu Quốc hội trở về các đoàn thảo luận về danh sách nhân sự được đề nghị phê chuẩn này. Đầu giờ chiều nay, trở lại làm việc tại hội trường, Quốc hội sẽ thực hiện quy trình phê chuẩn bằng hình thức bỏ phiếu kín. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp.